Tập 3. Tứ thiếu gia. Tứ thiếu gia. Có chuyện à? Ra ngoài đi. Qua bên kia nói. Cậu không biết mấy hôm nay trong nhà có trộm dao à? Suốt ngày hốt hoảng như vậy, muốn dọa tôi chết hay sao? Nhưng mà cậu cứ ngồi bên cạnh lão gia như vậy, tôi cũng không dám gọi to. Được rồi, có chuyện gì nói đi. Tứ thiếu gia, Hiển Nhi nói với tôi là vị phu nhân đã ở trong Phật đường cả ngày rồi, không ăn miếng cơm, cũng không uống miếng nước nào. Tôi sợ bảy cứ tiếp tục như vậy sẽ không chịu nổi mất. Cậu đi khuyên bảy đi. Sao cậu không nói sớm? Đi mau. Cha, cha ơi, bà đi gọi đại phu, mau lên. Lão gia tỉnh lại rồi, lão gia tỉnh lại rồi. Vị phu nhân, vị phu nhân, vị phu nhân, lão gia, lão gia tỉnh lại rồi. Cảm ơn Bồ Tát phù hộ. Cảm ơn Bồ Tát. Cảm ơn Bồ Tát. Vị phu nhân, bà có sao không? Vị phu nhân, vào đi. Đại thiếu gia, bên ngoài có một cô gái nói mời vào đây đi. Cô ấy đến để cắm đất, nói là cần gấp. Cha cô ấy bị bệnh, không làm đồng được, muốn cắm đất cho chúng ta. Đây là khế ước đất, người đang ở ngoài kia. Cậu xem có cần gọi cô ấy vô không? Thôi không cần đâu. Tôi thấy thế này đi, chuyện này giao cho chú toàn quyền phụ trách. Được, nếu đã như vậy, vậy tôi cho người đi xem đất đã rồi tính. Chú Trương nè, cô gái hôm cầm ngân phiếu đến để trả tiền, có đến đây nữa hay không? Cô gái quyên tiền đóng học đấy à? Không đến nữa. Có lẽ là về nhà nghĩ lại 500 tệ đó còn có chỗ dùng, nên không muốn trả lại nữa. Được rồi, chú đi làm việc của mình đi. Làm ăn thế nào? Dẹp đi. Bánh bao đây, bánh bao đây. Tốt quá nhỉ, cũng tạm. Không ai bắt nạt ông chứ? Không. Có chuyện gì cứ tìm tôi. Nói cho ông biết, ai dám bắt nạt ông, tôi đánh chết hắn. Bánh bao của tôi. Cậu. Nhìn thấy chưa? Đây là hai cậu con trai của tôi. Cậu dám quỵt tiền không? Ngoan ngoãn nộp tiền ra đây. Con trai về rồi à? Chán sống rồi hả? Ông chủ, ông xem đủ tiền chưa? Đủ rồi, đủ rồi. Không cần lo chuyện bao đồng. Tiết đảng, tiết đảng à? Chuyện của tôi không cần anh lo đâu. Anh tức giận thế làm gì? Lần trước anh đến tìm tôi, không phải tôi cố ý tránh anh đâu. Tìm anh, tiền gia, kết bạn ở khắp nơi, bạn bè ở khắp chốn. Anh là cái thái gì? Được rồi, được rồi. Tôi... lần trước vì nhà của tôi có chút việc. Nhà của anh có việc liên quan gì tới tôi? Đúng là không liên quan tới anh. Nhưng mà tôi tưởng rằng chúng ta là bạn. Bạn? Anh tưởng bạn là con cún à? Gọi thì đến, đuổi thì đi. Vậy anh muốn tôi nói sao anh mới chịu tin tôi? Không cần nói gì hết. Sau này đường anh đi, đường tôi đi. Thank you.
Làm gì đấy? Tôi cũng biết, tôi cũng biết. Cậu là cuốn à? Thiếu gia, đến rồi à? Ở đây à? Dân thiếu gia. Xin hỏi, trong này có mục sư người Trung Quốc không? Có, mục sư ở trong đó. Nhà cậu có trộm bay dạo hay sao vậy? Có biết bay hay không thì tôi không biết. Tóm lại là trộm, chắc chắn là biết bay. Có thể ra dạo sân vườn nhà họ Đồng, chắc chắn không tầm thường. Bắt được chưa? Anh đã nói hắn biết bay rồi, còn bắt được hay sao? Thế nhà anh có mất thứ gì quý giá hay không vậy? Chuyện này giao cho tôi, tôi có thể nghe ngóng giúp anh. Cái này thì anh không biết đâu. Bọn trộm này, đồ họ trộm được đều phải giao cho bọn gánh xiếc chuyên thu hàng vãng lai. Mấy gánh xiếc này vừa hay tôi quen biết, bởi vì trong kinh thành này tôi đều quen biết. Chuyện này cứ để tôi lo, nhưng mà anh em ta phải nói rõ trước, đến lúc đó nếu được lợi lộc gì phải chia cho tôi nữa đó. Anh nói xong chưa? Xong rồi. Xong rồi thì để tôi nói cho anh biết. Nhà tôi không mất thứ gì cả. Không mất thứ gì cả? Không mất thứ gì sao mặt của anh biết gì vậy? Vì tên trộm đó đánh cha của tôi bị thương rồi. Hành thích hả? Vậy không phải là trộm rồi, là người đảng cách mạng. Không phải. Đi thôi. Bọn chúng có súng đó. Có. Kỳ lạ, sao lại có xe đậu ở đây? Xe này hình như mình gặp ở đâu rồi. Đúng là anh rồi, chính là anh. Sao vậy? Anh quyên góp một tấm chi phiếu 500 tệ cho tôi. Cuối cùng cũng tìm được anh rồi. Chắc là cô hiểu lầm rồi. Tôi không hề quyên góp tiền cho cô. Đúng mà, chính là anh. Hôm đó tôi ở trước Thánh Nhân Quán Tây Sơn, anh đã quyên góp cho tôi một tấm chi phiếu 500 tệ để mở trường dạy học. Anh quên rồi à? Tôi nhớ ra rồi. Đúng là có chuyện này. Nhưng mà cô à, số tiền đó không phải tôi quyên góp đâu, là thiếu gia nhà chúng tôi quyên góp. Thiếu gia nhà anh. Xin hỏi anh tìm ai? Dạ, chào mục sư. Anh cần tôi giúp gì không? Không có chuyện gì. Tôi chỉ muốn đi xung quanh xem thôi. Mong là không làm phiền mục sư. Anh đừng khách sáo. Giáo đường luôn mở rộng cửa cho những ai cần đến vào. Chào mừng anh đã đến. Cảm ơn. Không có gì. Mục sư. Quên chưa hỏi tên của mục sư. Tôi họ Diệp. Mục sư Diệp. Diệp tiểu thư, không ngờ lại có thể gặp cô ở đây. Chào cổ thiếu gia, tôi cũng rất bất ngờ. Không biết cổ thiếu gia đến đây là để... Tôi chỉ đi dạo xung quanh đây thôi. Nhìn thấy giáo đường nên tiện thể ghé vào xem. Tiện thể à? Cổ thiếu gia nói như vậy tôi lại thấy có chút thất vọng đó. Tại sao vậy? Tôi còn tưởng cổ thiếu gia đến là để tìm tôi, nói cho tôi biết về việc quyên góp,
đã tìm được chủ nhân của số tiền đó rồi. Cô nói chuyện này à? Thực ra tôi đã điều tra rồi, cũng tìm được người rồi. Có điều người đó hy vọng số tiền đó dùng vào việc xây dựng trường học, không muốn nhận lại nữa. Nếu đã như vậy, vậy nhờ cổ thiếu gia sắp xếp giúp tôi. Tôi muốn trực tiếp cảm ơn người ta. Cái này e là... tôi thấy hay là thôi đi. Nếu cổ thiếu gia sợ phiền phức cũng không sao, tôi có thể nhờ lái xe của anh giúp. Tấm chi phiếu này là anh ấy đưa cho tôi. Tôi nghĩ chắc anh ấy biết chủ nhân của nó là ai. Tôi thấy cô đã biết mọi chuyện rồi. Có điều thực ra anh không cần nói nữa. Tôi mang tấm chi phiếu đến đây. Diệp tiểu thư, cô đừng giận. Tôi không cố ý gạt cô đâu. Diệp. Vũ Đồng, ngoài giáo đường có một vị thiếu gia, con quen biết hay sao? Anh ấy vẫn chưa đi chứ ạ? À? Lúc ta vào đây, cậu ấy vẫn ngoài đó. Ai vậy? Để con xong việc sẽ nói cho cha biết. Tấm chi phiếu này trả lại cho anh đó. Không, tôi không thể nhận được. Diệp tiểu thư, ít nhất cô cũng phải nghe tôi giải thích lý do vì sao tôi không thừa nhận chứ. Anh làm việc tốt, không muốn để người khác biết. Tôi hiểu. Không, không phải vì lý do này. Vậy thì là thích nhìn người ta bị lừa gạt không hay biết gì rồi. Không thể là như vậy được. Diệp tiểu thư, cô đừng hiểu lầm. Sao có thể là hiểu lầm được? Tôi đang nghĩ lý do giúp anh mà. Lý do của tôi rất đơn giản. Tôi hy vọng được gặp lại cô. Ý của tôi nói là tôi hy vọng rằng cô có thể lại đến tìm tôi giúp đỡ. Vậy là vì lý do gì? Bởi vì tôi cảm thấy tôi rất khâm phục cô. Một cô gái như cô lại có thể kêu gọi quyên góp cho việc học ngay trước mặt của bao nhiêu người, không dễ dàng gì. Bất kể là vì lý do gì, tấm chi phiếu này nhất định phải trả lại cho anh. Diệp tiểu thư, không lẽ bởi vì tôi không nói thật cho cô biết nên cô giận tôi sao? Cổ thiếu gia, tôi thật sự không có bất kỳ lý do gì để giận anh hết. Chỉ có điều chuyện này do tôi mà ra. Tôi cũng biết anh có lòng tốt, nhưng cha của tôi, cha của cô có phải là một sư Diệp khi nãy nói chuyện với tôi không? Được, tôi sẽ đi nói rõ với ông ấy. Anh còn muốn tôi bị ăn mắng nữa hay sao? Người ta nói sinh mệnh hoặc nhẹ tựa lông hồng, hoặc nặng tựa Thái Sơn. Thực ra tiền cũng như vậy. Lúc nãy tôi đã nhìn rồi, ở đây không có chỗ nào để dạy học cả. Sau này sẽ có. Vậy bây giờ thì sao? Cha tôi nói tạm thời dùng giáo đường. Trong giáo đường thiếu ánh sáng, lại không có bàn ghế ngồi học, làm sao mà viết chữ? Vậy chỉ đành từ từ nghĩ cách thôi. Vì tại sao không tận dụng số tiền này ngay bây giờ? Số tiền này trong tay của tôi nhẹ tựa lông hồng, trong tay của cô lại nặng tựa Thái Sơn. Nếu cô thật sự muốn mở trường dạy học thì không nên từ chối ý tốt của tôi. Cái mạng già này của tôi coi như giữ lại được rồi. Mạc nương, cực cho bà rồi. Lão gia, ông đừng nói như vậy. Chỉ cần ông bình an, Mạc nương có làm trâu làm ngựa ba kiếp cũng cam tâm tình nguyện. Tôi hiểu tấm lòng của bà. Chỉ sợ kiếp nạn lần này vẫn chưa qua được. Lão gia nói như vậy ý là gì chứ? Có ơn báo ơn, có thù báo thù. Chuyện hồng trần không thoát khỏi báo ứng của dòng tuần hoàn nhân quả. Lão gia trước giờ làm quan thanh liêm, chưa từng tư lợi phạm pháp. Rốt cuộc là ai để ra tay tàn nhẫn với lão gia như vậy? Bà còn nhớ 20 năm trước tôi nhận một vụ án mưu phản không?
là Thái hậu hạ chỉ tịch thu nhà, giết cả họ tộc. Chính là vụ án Quốc Cương tướng quân mưu phản đó hay sao? Đúng vậy. Thiết đảng, lần trước thấy em cười như vậy đã là chuyện từ rất lâu rồi. Con người trưởng thành cũng nhiều phiền não hơn, nụ cười đương nhiên cũng ít đi. Anh thật không hiểu em lấy đâu ra nhiều phiền não như vậy. Có phải có người ức hiếp em hay không? Em phải nói cho anh biết, trong này cứ để cho mẹ anh lo, ngoài kia cứ để anh lo cho. Trên có quan lớn, dưới có ăn mày, đều là bạn của Thiết đảng anh. Bạn Kiểu chỉ cần một câu là rút đao tương trợ. Đừng có sùng bái anh quá, nói anh nghe đi. Thiết đảng, em nhớ lần rất lâu rồi, anh có dẫn một vị tứ thiếu gia nhà họ Đồng đến đây. Sao mà dạo này không thấy anh ấy đến nữa? Em vì anh ta hay sao? Anh không biết. Cái gì chứ? Cái đồ đồng nát sắt vụn. Anh đang nói người ta hay là nói bản thân của anh vậy? Anh không cần biết đồng nát gì cả. Nhưng mà em cũng phải quan tâm đến sắc dụng anh một chút chứ. Anh không nói chứ gì? Không nói em đi đây. Đợi đã. Anh nói cho em biết, cha của anh ta bị hành thích, sợ ngất đi rồi. Sau đó thì sao? Còn sau đó gì nữa? Chưa triệt đường sống, vẫn chưa chết. Anh nói chứ, thời buổi này người tốt không thể làm, quan tốt cũng không thể làm. Bởi vì ông trời ngủ gật, không có kết quả tốt đẹp. Anh nói cha của anh ta là quan tốt, ai cũng nói như vậy mà. Nói ra thì thời buổi này tham một ít được coi là quan tốt. Quan tốt chưa hẳn đã có con trai tốt. Tôi nghi ngờ trong chuyện này còn có nội tình. Ý của lão gia là bốn miếng ngọc đó chính là bốn miếng ngọc đeo trên người bốn vị thiếu gia. Con gái của Quách Cương khẳng định ngọc bội này là của hồi môn của mẹ cô ấy. Còn tôi nhận được từ trong tay của bộ trưởng nội vụ Đức Ngưỡng Trọng. Năm đó ông ấy tặng cho tôi, đó là dùng để kỷ niệm bốn đứa con trai. Chuyện này phải giải thích thế nào đây? Tôi phải hỏi rõ Đức Ngưỡng Trọng mới được. Lão gia, chuyện này e là không được tùy tiện nhắc tới. Dù sao cũng cách nhiều năm rồi, hơn nữa bộ trưởng Đức tặng ngọc bội năm đó, bây giờ là... Tôi biết và muốn tôi đề phòng chuyện gì. Tôi và Đức Ngưỡng Trọng từ lâu đã không cùng đường. Tôi có cách để ứng phó với người này. Tôi chỉ sợ kẻ thù đến tìm. Không, chỉ sợ hắn không đến. Biển người mênh mông, tôi phải đi đâu để tìm đứa con thất lạc của Quách tướng quân đây? Trời đất mênh mông, khách qua đường vội vã, nước dâng nước lại rút. Ân ân quán quán, sống chết bạc đầu, có mấy người nhìn thấu. Hồng trần cuồn cuộn, tình sâu mê đắm, có lúc hợp lúc tan. Giữ lại nửa phần tỉnh táo. Cửu Di Nương, có chuyện gì vậy? Phòng số 5 có một vị khách quý họ Cổ. Họ Cổ, lần đầu đến hay sao? Nhìn có vẻ là như vậy. Cậu nói với khách quy tắc của Bạch Tuyết chưa? Có nhắc qua một chút rồi, nhưng mà tôi thấy phong thái của người này không đơn giản, nên nghĩ để Di Nương đích thân đến tiếp đón sao ổn thỏa hơn. Tôi biết rồi, cậu đi làm việc đi. Các vị, đây chính là chủ của dinh thự số 9, Cửu Di Nương. Tôi nghe nói dinh thự số 9 có khách quý. Tôi còn tưởng là ai. Quá ra là tôn gia của chúng ta. Các em tiếp đón khách đi. Cửu Di Nương, tôi thì là khách quý gì? Khách quý đều ở đây này. Hôm nay ngài còn dẫn theo nhiều người bạn Tây đến đây nữa, thật hiếm có. Xin chào.
Hello, hello. Rất vui được gặp anh. Tôi là Cửu Di Nương. Cửu Di Nương. Rất vui được gặp anh. Tôi tên là Cửu Di Nương. Chào anh, chào anh. Cửu Di Nương. Chào cô, quá ra là người mình hay sao? Cửu Di Nương, tôi giới thiệu với cô. Ngày đây là ông chủ của hệ thống ngân hàng từ Nam ra Bắc. Cổ Tam Gia. Quá ra, ngài chính là Cổ Tam Gia danh chấn giang hồ à. Hôm nay có cơ hội được gặp ngài trực tiếp, thật sự quá là vinh hạnh đi. Vô cùng vinh hạnh. Tôi cũng vậy. Cửu Di Nương, chúng ta người ngay không nói lời mập mờ. Đương nhiên rồi. Tôi nghĩ cô cũng biết Tam gia của chúng tôi là khách quý. Tôi nói thẳng với cô mau kêu Bạch Tuyết chuẩn bị một chút, xuống đây uống một ly với Tam gia. Tôi nói Tôn gia à, ngài như vậy là cố ý làm khó cho tôi. Tam gia, ngài phải biết Bạch Tuyết là báu vật trấn điện của chúng tôi, là minh tinh số một ở đây. Đã là minh tinh, đương nhiên là phải có quy tắc rồi. Cửu Di Nương, quy tắc là do người đặt ra. Cô không thể nào thay đổi một chút hay sao? Đương nhiên không thay đổi được rồi. Hôm nay chúng tôi thay đổi, sau này biết nói sao với những vị khách khác. Tôi không cần biết. Tôn gia, Cửu Di Nương, ông chủ Tôn chỉ đang đùa với cô thôi. Đúng vậy, con người đến đâu cũng phải có quy tắc hết. Để đến dinh thự số 9 thì phải tuân thủ quy tắc ở đây. Nếu không, Cửu Di Nương không đồng ý. Ngài xem, Tam gia, ngài đúng là người thông tình đạt lý hiếm có mà. Hôm nay ly này coi như là tôi thay Bạch Tuyết mời hai ngài. Tôi xin phép uống cạn trước. Cảm ơn. Cạn ly. Ông xem, tôi nhờ người vẽ bản vẽ. Tôi nghĩ xây phòng học ở bên đó, hướng ra phía nam hướng tốt. Tôi thấy ý của Cổ thiếu gia được lắm. Nhưng mà xây phòng học quá nhiều rủi ro. Với lại bây giờ cũng chưa biết có bao nhiêu học sinh. Chuyện tiền nông ông cứ yên tâm đi. Tôi nghĩ học sinh sẽ ngày càng nhiều thôi. Đây chẳng phải là mong muốn của ông hay sao? Đúng, ý của cha tôi là chuyện này không chỉ dựa vào tiền và sức của một mình anh được. Xây hai phòng học thôi không tốn nhiều tiền đâu. Đó là anh nghĩ như vậy thôi. Tôi có cách này, không biết có được hay không. Ông nói đi. Phía sau có hai cái nhà kho, bình thường chỉ để chứa đồ cứu tế. Tôi tính dọn dẹp nó, cải tạo thành phòng học. Anh xem có được hay không? Được, chúng ta qua xem đi. Đi, được, bên này. Đi thôi. Tôi không đi đâu. Một ngày tôi và cha xem nó hơn 300 lần rồi. Sắp nhìn xuyên cả tường luôn rồi. Vậy chúng ta đi thôi, được. Ai cũng có cháu. Xếp hàng đi, từng người một lên. Đừng vội, ai cũng có. Đừng chen lấn. Chú Thụy, Tứ thiếu gia, thế nào có đủ chia không? Không đủ, bên trong vẫn còn. Chú Thụy, tôi ra ngoài một lát nha. Thiếu gia, cậu lại đi đâu nữa? Chú đừng hỏi nữa mà, tôi đi gặp một người bạn thôi, sẽ sớm về. Mọi người đừng chen lấn. Ai cũng có mà. Ai cũng có cháu. Vũ Đông, Lập Hàng, báo cho em nghe một chuyện lớn. Chuyện gì vậy? Anh nhận được học bổng toàn phần rồi. Thật vậy à? Tốt quá rồi. Là thầy Tống tiến cử anh. Thầy ấy đúng là có mắt nhìn người tài. Lập Hàng, anh nhất định phải nắm bắt cơ hội này đó. Anh biết. Chỉ có điều, nếu muốn tham gia hội thi toàn quốc, chỉ e là không có nhiều thời gian để giúp em và mục sư. Về chuyện xây phòng học, anh xem thường em quá rồi đó. Em sẽ giúp anh làm phần gì của anh luôn. Anh không có ý đó. Ý anh là vấn đề tiền bạc. Chuyện này nói ra thì dài lắm. Có điều có thể nói ngắn gọn cho anh biết. Hiện tại có người tình nguyện giúp đỡ. Hơn nữa cha của em cũng đồng ý. Thật sao? Vậy tốt quá rồi. Đúng vậy. Em cũng không ngờ cha của em lại đồng ý. Anh xem, họ đang ở bên kia bàn chuyện cải tạo giáo đường. Chẳng trách có chiếc ô tô lớn đậu trước cổng. Quá ra là có khách quý. Khách quý gì chứ? Anh ấy họ Cổ. Lát nữa em giới thiệu anh ấy cho anh làm quen. Thôi, anh phải về báo tin cho cha anh đây.
Anh chạy đến đây báo cho em biết trước hả? Đương nhiên rồi. Thầy anh cảm ơn vì cổ lão gia đó. Cảm ơn ông ấy đã quyên góp giúp đỡ. Anh đi trước nha. Gặp sau nhé. Cổ lão gia, một người tốt như vậy, mong một ngày rằm nào của phát cháo cứu tế, thực sự là hung thủ giết hơn 300 người nhà mình sao? Lão gia, cô gái, cô còn đứng ngay ra đó làm gì chứ? Mau đi đi, nếu không là không kịp nữa đâu. Lão gia, lão gia. Tiểu thư, tại sao cô lại ở đây dầm mưa? Bên kia có cái chòi nhỏ, chúng ta qua đó trú mưa một lát đi. Anh lao đi. Cảm ơn cô. Anh là Đỗ Lập Hàn à? Chúng ta từng gặp nhau rồi. Cô là... cô là người bên hồ Tây Sơn hôm trước. Thật ra tôi rất thích đọc thơ của anh đó. Thật không ngờ một trận mưa lớn lại khiến tôi quen được một nhà thơ. Cô bắt đầu thích thơ từ khi nào vậy? Được một thời gian rồi. Trong số các nhà thơ, tôi thích nhất thơ mơ hồ của anh. Anh không dám chạm vào dành mũi thấp của em. Anh sợ bên trong đó là hoa tuyết lạnh giá. Anh chỉ muốn được nhìn thêm một lát. Những lúc em dựa vào đêm lạnh giá, ánh trăng động lại trong đôi mắt, và cả một vài mơ ước kỳ lạ. Tạnh mưa rồi. Có phải cô ở gần Thánh Chân Quán Tây Sơn hay không? Tôi đưa cô về. Thôi không cần đâu, tôi tự về là được rồi. Tiểu thư, cô có thể cho tôi biết tên của cô được không? Tôi tên là Tiểu Thoa. Tiểu Thoa, nếu như cô thích thơ, có thể đến tòa soạn Tân Nguyệt tìm tôi, hoặc viết thư cho tôi cũng được. Được. Mau tìm cho tôi. Rốt cuộc là có hay không? Ở đây trên dưới trong ngoài đều là người, vậy mà không ai nhìn thấy bạch tuyết ra ngoài. Tôi nuôi mấy người để làm gì hả? Tôi nuôi mấy người để làm gì? Đến ăn cơm thôi à? Di nương, cho dù chúng con có nhìn thấy cũng không dám nói lời nào. Cô ấy là người của dinh thự số 9, đâu như chúng con. Cô ấy được tự do đi lại, cô muốn tạo phản hả? Tự do đi lại phải không? Đơn giản thôi. Bây giờ người nào người nấy lên lầu thu dọn đồ đạc, ra ngoài đường hết đi, cho mấy người tự do đi lại. Cửu Di Nương đang trong cơn giận, cô bớt nói vài câu đi. Mẹ, không hay rồi, không hay rồi. Đã tìm được chưa? Con hỏi mẹ. Mẹ đang muốn hỏi con đây. Ra ngoài lượm lờ cả buổi, người đâu? Con mà tìm được, con còn như người mất hồn thế này sao? Kỳ lạ thật. Cô ấy chưa từng đi xa bao giờ. Chỗ nào cô ấy có thể đi, cô đều tìm hết rồi. Có phải mẹ ép cô ấy gặp ông khách nào cô ấy không muốn gặp hay không? Con nói chuyện với ai vậy hả? Mẹ không ép cô ấy, vậy tại sao cô ấy lại bỏ nhà ra đi? Mẹ ép nó. Rất có khả năng.
Trời đất ơi, mẹ ép nó. Là nó ép mẹ hay là mẹ ép nó đây? Bạch Tuyết ơi là Bạch Tuyết, Di Nương nuôi con xinh đẹp như hoa, khiến bản thân già nua xấu xí. Cho dù con nhẫn tâm bỏ rơi Di Nương, cũng không thể đổ oan cho Di Nương như vậy được. Mọi người ở đây hết hay sao? Xảy ra chuyện gì vậy Di Nương? Ôi, bà cô của tôi. Con làm cho Di Nương sợ hết hồn rồi. Rốt cuộc con để đi đâu vậy? Di Nương, con vẫn luôn ở đây mà. Tôi còn tưởng cô đi lạc rồi chứ. Đúng vậy, có chuyện gì vậy? Tôi lớn như thế này rồi, có thể đi lạc ở đâu được chứ? Nhìn xem, bảo mấy người tìm người, không ai tìm thấy cả. Chúng tôi thật sự đã tìm khắp nơi. Nhưng mà cái gì? Di Nương, cũng không trách họ không tìm thấy con. Rốt cuộc em đã đi đâu? Lúc nãy em đi tắm. Không có lý nào em đi tắm mà anh không biết. Không phải, con không. Anh thường xuyên xem trộm người ta tắm đúng hay không? Không. Được rồi. Chú Trương, chú đối chiếu lại mấy hợp đồng thuê này đi. Sắp đến hạn thì để lại. Đợi tôi và cha của tôi bàn bạc rồi quyết định. Vâng, tôi ra ngoài một lát. Chú vất vả rồi. Để thiếu gia đi cẩn thận. Cha, tại sao cha lại đến đây? Cha đến gặp con đó. Ngày nào con cũng bận rộn đến mức không thấy mặt mũi đâu. Người ta nghe thấy cười cho kìa. Con có việc hay sao? Dạ không mà. Con không biết cha đến đây. Con đang chuẩn bị ra ngoài một lát. Được rồi, lâu rồi mới gặp. Lại đây nói chuyện với cha. Lần này tâm nguyện của cha cuối cùng cũng được thực hiện rồi. Đúng vậy, mọi điều phải cảm ơn Chúa. Đương nhiên, còn phải cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của cổ thiếu gia. Nếu như không, đây là chúng ta phải vất vả hơn nhiều rồi. Lúc đầu còn bị cha mắng cho một trận, bây giờ con vẫn thấy ấm ức lắm đó. Con thù dai quá. À phải rồi, chẳng phải nói lúc nào tiện thì mời cổ thiếu gia ăn bữa cơm sao? Còn lúc nào nữa, hôm nay luôn đi cha. Hôm nay con mời cậu ấy rồi à? Con đã mời anh ấy rồi và anh ấy cũng đồng ý. Con bé này chuyện gì cũng không chịu bàn với cha. Bàn với cha làm gì? Có phải cha đứng bếp đâu? Không ngờ chỉ một tháng ngắn ngủi con đã thành thục như vậy rồi. Nằm ngoài dự tính của cha đấy. Cha, cha đừng cười chê con nữa. Đây là chú Trương làm hết, con chỉ hỗ trợ mà thôi. Con đừng khách sáo làm gì. Con biết đấy, cha rất ít khi khen ai trực tiếp. Theo đà này, vì kinh doanh của chúng ta, cha sẽ dần dần giao hết lại cho con. Cha, cha đừng có đánh giá cao con quá. Vì ở ngân hàng con đã không làm xuể. Còn thương mại, dệt may, khoáng sản, sao con lo hết được? Con nghe cha nói, muốn kinh doanh tài giỏi, đừng nói là cả đời, dù là 10 đời con cũng không làm được đâu. Muốn nghe không? Muốn nghe thì ngồi xuống mà nghe. Cha sẽ nói cho con nghe. Nào ngồi đi. Con nói xem, con người ta cả đời chỉ có chút thời gian đó thôi. Con có học hết được mọi thứ trên đời không? Vậy phải làm sao? Vậy phải tùy cơ ứng biến. Cha, thôi đừng chờ nữa. Con thấy là anh ấy không đến nữa đâu. Chắc chắn là con không nói rõ ràng rồi. Không thì cổ thiếu gia sẽ không thất hứa đâu. Anh ấy không đến, cha lại trách con không nói rõ ràng. Sao cha không nói? Có thể là anh ấy đã quên mất rồi. Hoặc là hoàn toàn không để tâm đến lời mời của chúng ta. Con đừng có hẹp hòi quá. Đừng có chút chuyện gì cũng đổ lỗi cho người khác. Nếu không thì chúng ta không đủ thành ý mời người ta bữa cơm này rồi. Cha có giáo dục, vậy con bận rộn cả buổi coi như là công toi. Có lẽ cậu ấy bị vướng chuyện gì rồi. Vậy thì có thể cho người đến báo một tiếng mà. Người giàu đều thích ra vẻ như vậy. Cũng không thể nói như vậy được. Vũ Đồng,
Trên thế giới này có rất nhiều người giàu, nhưng người có tấm lòng như cổ thiếu gia lại rất ít. Để con đi xem. Diệp tiểu thư, mục sư đâu rồi? Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi ở đây. Mục sư Diệp, chồng của tôi bị đau bụng. Cô cứ bình tĩnh nói. Anh ấy cứ lăn lộn dưới đất. Mấy đứa con cũng không giữ được anh ấy. Chắc chắn là bệnh trong người rồi. Phải lập tức đưa đến bệnh viện. Thế này đi, tôi đi cùng với cô. Cô cũng đi cùng. Không cần, cô đợi ở nhà đi. Tôi nhớ có người nói tối nay sẽ có một bữa cơm thịnh soạn chờ đón tôi. Tôi nghe nhầm rồi hay sao? Hay là tôi nhớ nhầm rồi? Anh không nghe nhầm cũng không nhớ nhầm. Có điều quy tắc của nhà hàng là quá giờ không phục vụ. Xin lỗi nha, tôi đến trễ. Tôi thực sự có gì không dứt ra được. Cũng may không để lỡ. Cô nghe. Nghe cái gì? Tiếng bụng của tôi đang réo ầm ĩ lên này. Cha của tôi trước đây học Tây y, vốn dĩ lập chí làm bác sĩ, nhưng mà học được một nửa thì chuyển qua chủng viện. Cả hai con đường đều không tệ, đều là cứu người mà. Một bên là cứu về thể xác, còn một bên là cứu về tinh thần. Nhưng mà ông ấy lại không thể cứu được vợ của mình. Tại sao vậy? Ngày mẹ của tôi xảy ra chuyện, ông ấy đang cùng thôn dân cấp cứu ở trong bệnh viện ở thành phố, giống như buổi tối ngày hôm nay. Năm đó tôi mới 5 tuổi. Ngoài khóc ra, tôi không biết làm gì cả. Đợi tôi lần theo con đường tối đen tìm người đến cứu mẹ của tôi thì đã muộn rồi. Đã rất nhiều năm rồi tôi không nhắc tới mẹ. Trước mặt cha của tôi càng không thể nhắc tới mẹ. Nhưng mà tôi lại không có mẹ để nhắc tới. Tôi không biết mẹ tôi là ai. Tôi cũng chưa từng gặp bà ấy. Dường như mẹ của tôi đã mất khi tôi còn rất nhỏ. Nói chính xác hơn là những chuyện trước năm 10 tuổi tôi không còn nhớ gì hết. Bây giờ điều duy nhất tôi còn nhớ đó là tôi chỉ có một người cha. Bạch Tuyết, tìm anh à? Thiết Đản, anh biết tòa soạn Tân Nguyệt không? Đương nhiên là biết rồi. Ở kinh thành có chỗ nào mà anh không biết chứ? Vậy thì tốt. Anh giúp em gửi bức thư đi. Không thành vấn đề. Đỗ Lập Hàn tiên tiên sinh, đây là ai? Anh đừng hỏi nhiều nữa. Anh đi gửi giúp em là được rồi. Anh phải nhớ, đừng nói cho ai biết, cũng đừng có hỏi. Không phải. Tiên sinh, em muốn làm gì hả? Không, anh sợ em bị người ta lừa thôi. Tiên sinh này,
anh ấy chỉ là biên tập của tòa soạn thôi. Vậy lại càng đáng sợ hơn. Đáng sợ gì chứ? Đáng sợ thêm khủng khiếp. Mấy biên tập nhiều xác xơ này, tay còn trắng hơn mặt, giỏi nhất là giả vờ đáng thương, giỏi nhất là lừa gạt con gái đó. Hơn nữa, nếu như để mẹ của anh biết, phải chắc chắn. Được rồi, anh không gửi đúng không? Không gửi thì em tự đi gửi. Sau đó, anh nói lớn thêm một chút nữa, để người ngoài kia nghe thấy hết đi. Tốt nhất là để Di Nương nghe thấy nữa, dễ tức giận sẽ đuổi em đi liền. Anh gửi. Không được nói. Không được hỏi. Mắt mù à?